Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã lại quay trở lại với Minecraft tôi đây các bạn. Nhưng mà hôm nay tôi bắt đầu thấy chơi cái cua kia mình có vẻ hơi bá đạo rồi anh em ạ. Thật, mình hơi chùm rồi. Mình trải nghiệm nhiều thứ quá rồi. Bắt đầu cảm giác hơi chán chán. Chết đi rồi hồi sinh lại thấy ấy quá. Chắc là để cua đi vài ngày đấy anh em. Đây này, đây, đây chính là cua đây đấy. Chắc để cua đi vài ngày đấy. Soi trở lại sau. Giờ tôi sẽ lập một cua mới anh em ạ. Nhưng mà game mode hardcore anh em ạ. Tôi pro rồi, tôi cực kỳ là tin tưởng vào khả năng gọi là của tôi sau khi mà tôi sinh tồn trong rất là nhiều tập anh em ạ. Ok anh em ơi, game rules chả cần đâu. Cả chế độ hardcore này có nghĩa là khi mình mà chết đi ấy, một lần là mình không hồi sinh lại được nữa anh em ạ. Đây này, dạ. Thế anh em sẽ nhìn cái dòng này này. Đấy, nó rất là giống như cái chế độ sinh tồn. Nhưng mà nó sẽ được khóa ở cái mức khó nhất. Và chỉ có một mạng duy nhất. Vào thôi anh em ơi. Vào thôi anh em ơi. Không có việc gì là không làm được hết. Thử thách thử bản thân một lần xem sao đúng không? Đây là lần đầu tiên mà tôi chơi hardcore đấy các bạn. Đây là lần đầu tiên. Trước đây tôi toàn chơi trên normal anh em ạ. Ok. Ô kìa, ui ngon quá nhở. Spawn ở ở lag luôn kìa, what? Từ từ anh ạ. Tôi đứng một tí đã bởi vì là cái máy tôi nó hơi yếu nên là tôi quay luôn bây giờ thiếu ra hơi lag này, tôi quay từ từ chậm chậm này. Cứ chậm chậm cho anh em nhìn thì nó sẽ không bị lag. Rồi, tôi thấy máy có vẻ bần bật đấy. Ok anh ạ, mưa rồi. Để tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Anh em nhìn thấy cái trái tim của tôi nó thay đổi không? Đây là cái này này. Thấy thay đổi không? Ôi rồi ôi. Để trái tim thì mình chơi hardcore nhé anh em nhá. Ủa ngon quá nhở. Mình được bắn ngay cho cái làng. Anh lợn. Anh lợn. Lúc xem có cái gì không anh ạ. Hello mấy anh dân. To thế. Phòng này to nhỉ. Cái này chắc chắn là nhà của tôi rồi anh em ạ. Chắc chắn là nhà của các anh dân xây cho tôi. Chào anh. Ôi. Anh cao thế. Chào anh. Chào anh ạ. Sao cây cao thế. Ấy chà. Giường đẹp thế. Đây là nhà của thằng làm map này đúng không? Không phải à. Nhà thằng làm map tôi nhớ là nó có hai cái chậu hoa bên cạnh mà. Ủa. Kia là cái địa hình gì mà trông ghê kìa. Đúng là hardcore có khác anh em ạ. Cái địa hình trông nó cũng khác anh em ạ. Ái chà, cảm ơn ông già Noel nhé. Đây là quà của ông già Noel tặng tôi đấy à. Ôi mình chết một phát thì là mình đốc shit luôn đấy anh em ạ, thật. Mà trước đây tôi nổi tiếng chơi gà anh em ạ. Ái chà, nhiều đồ ăn thế này thì làm sao mà chết. Chết chà, vì sao tôi nghe cầu quen quen anh em ạ. Hình như là tôi đã từng nói một lần ở đâu đó. Hình như là ở một trong những tập mà tôi đi địa ngục đúng không? Thấy điểm có vẻ không lành anh em ạ. Không sao đâu các bạn. Chào anh. Anh ấy chăm chỉ làm ruộng rủng các thứ để cho em có loot đấy, không đùa đâu. Sao mà cái làng nghèo ấy nhở? Làng nghèo ấy nhở? Tôi nghĩ là bản thân mình rất là phò phạch anh ạ, và tôi biết từ đấy tôi không phải trẻ trâu. Vậy nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phải ở lại cái làng này một khoảng thời gian. Chắc là cả đời đấy các bạn. Này thì ngon quá nhở, thì dễ quá còn gì nữa, thì mình được spawn đây mình gọi cái quá con này thì này thì chơi bời quái thì mệt thì cứ về mà nương tựa vào mấy anh dân làng anh em nhở. Dễ quá à? Chào anh. Cho xin cái này à, thôi thôi từ từ. Nói chung là mình đã ở làng rồi thì mình cũng phải biết tận dụng anh em ạ.
mình cũng phải biết tận dụng một tí. Bây giờ ở lại làng thì nó hơi bẩn nhỉ. Tôi sẽ quyết định đi anh em ạ. Tôi sẽ không ở lại làng lâu. Nhưng mà trước khi đi tôi muốn làm một vài điều có ích anh em ạ. Từ từ anh các bạn, để tôi grab tí đồ á. Rồi, đâu rồi? Đá đâu rồi? Ở kìa zom kìa, tránh ra, đừng có động vào dân tao. Mày đừng có động vào dân tao. Thằng này, cút. Nó chết rồi anh các bạn. Thằng nó dậy. Ôi ngon quá, cái than cứ lù ôi ngon quá nhở. Đấy, đầu tiên là mình phải làm một vài cái có ích đấy anh em ạ. Nói chung là đêm nay tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ ở tạm làng. Bởi vì nếu mà anh em mà chơi Minecraft thì anh em biết là gọi là khó khăn nhất chính là đêm đầu tiên đúng không anh em? Tôi nhớ là hồi xưa tôi chơi Minecraft là tôi còn có một cái kiểu đó là nếu mà đêm đầu tiên mà không không giết được đủ ba con cừu để mà có được cái giường ấy là tôi xóa gu anh ạ, sau đó tôi lập một cái gu mới. Rồi đào tí than đấy, chị hát co này để cho anh em không có bảo là tôi hack, chứ mà anh em cứ nhắn cho tôi suốt rồi thì cứ bảo tôi hack suốt, tôi bực lắm, anh em không có cứ tin tưởng tôi cái gì. Rồi. Đấy, chưa gì mình đã lên level 1 rồi đấy. Hạt cò có vẻ dễ dàng anh em ạ. Đào lâu ấy nhỉ. Cố gắng chăm chỉ đào anh em ạ. Than thùng này quan trọng lắm. Cái trái tim của mình ở trong cả chế độ hạt cò này trông đẹp nhỉ. Trông nó có thêm hai cái ấy ra nó như là cái cánh nó cũng rơi ấy, đúng không? Khá là hay. What the hell? Gì đấy? What? Anh em ơi. Đúng là ôi, ơi, thôi 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 thôi. Đừng bắn tao. Đừng có bắn tao, mày đừng có động vào tao. Thằng scatter đi các bạn, láo thật. Thôi thì dù sao thì chúng ta cũng đã có duyên gặp nhau rồi nhỉ. Thì cho em xin mấy cục lúa làm quà kỷ niệm, chẳng lẽ mấy anh không tặng em không? Em xin mấy cục lúa thôi. Để xem tôi loot được cái gì. Tôi loot hết đi các bạn. Cho em xin cái giường anh nhá. Tiện thể thì cho em cái này. Rồi, đẹp quá anh ạ. Rồi, grab tí đồ anh em ạ. Furnace à. Chúng ta sẽ nướng khoai các bạn. Nướng đi em ơi. Đầy đủ chưa nhỉ? Rồi, trong lúc mà đang nướng khoai thì chúng ta sẽ đi tranh thủ đào thêm một tí. Ôi, ngon quá nhỉ? Thì nó có cái tổ ong ở đây luôn đấy. Đẹp quá. Vì sao mà cái chỗ này nó perfect thế? Đâu nhỉ? Xung quanh đây có mỗi tí lúa vậy thôi à? Quanh đây có mỗi một tí lúa vậy thôi à? Thôi cho em xin tí đồ ăn nhá. Dù sao thì mấy anh cũng giàu mà đúng không? Mấy anh có thể nương tựa vào nhau mà mấy anh sống. Em biết nương tựa vào ai, mấy anh phải thông cảm cho em nhá. Tránh ra anh, đừng có nhặt của em. Rồi. Đây nghe ạ, đây là một hiện tượng nước cực kỳ lạ mà chỉ có hát co. Đó. Úi dồi. Đấy thì nếu mà anh em mà chơi hát co thì nước nó có thể lơ lửng được như vậy nhá. Cực kỳ ngầu. Rồi, nhặt nào. Còn thì lốt được không? Giường dùng các thứ à? Giường mình cần một cái được rồi. Tôi lốt hết cái là cái ấy này của nó anh ạ. Chơi cái này chơi không 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 sạch lắm nhỉ? Chơi này chơi không sạch lắm anh em nhỉ? Thế nhưng mà chấp nhận thôi, thì hardcore mà. Thì mình được sinh ở đây là ông trời ông cho rồi. Ông trời ông cho, chả lẽ mình không nhận.
Chả lẽ là anh em bảo tôi chơi bẩn thì ý anh em là bắt tôi không nhận. Anh em đều vừa người ta tặng quà tôi phải nhận chứ. Này. Rồi, lấy hết anh em, vét hết. Đâu rồi, cái nhà của mình nung nùng đến đâu rồi? Cho thêm cục nữa này. Cho khoai vào đấy, nung đi. Đấy, nung hết cái than của em đi cay này. Rồi. Bi cả con bi cả. Hello em. Xinh anh em ạ, xinh. Ôi. Cái này là tổ ong đầy mật cho anh em nhé. Nếu mình mà có cái chai thì mình có thể múc được cái mật của nó đấy. Nó giống như mình múc hơi hơi thở của rồng ấy, á, hay lắm. Nhưng mà tôi không có chai. Tôi là tôi nhìn mặt trời đây anh em ạ. Mặt trời đâu? Sắp lặn rồi anh ạ. Mặt trời nó sắp lặn rồi. Nếu vậy chắc là đêm nay là mình sẽ ngủ nhờ ở nhà của dân anh em ạ. Nên mình sẽ ngủ nhờ ở nhà của các anh dân. Ê. Làm sao mình tạo được cái này nhỉ? Đây này tôi không biết là cái cục than này và cái cục than bình thường này nó khác nhau chỗ nào. Chịu. Đấy, đợi tí anh em ạ. Tiện thể làm tí đồ bạc bủng nhờ. Đá kiếm anh em ạ, phải có cái kiếm anh em ạ, an toàn. Thêm cái rìu nữa cho. Ô chết cha. Hết gậy, hết gậy. Thế mà tôi tưởng là tôi hết đá. Nói chung là cái cuốc này quan trọng này, bởi vì là cuốc đá là có thể đào đào bạc mà chứ cuốc gỗ thì không đào được. Thêm cái rìu nữa anh em ạ, rìu cũng quan trọng. Đấy, rồi. Đấy, mình đã upgrade đây cơ. Rồi. Lâu nhỉ? Đấy là tối đây các bạn, tối tối rồi, tối. Để tranh thủ tôi chặt tí cây các bạn, trong lúc mà mình đợi cái đống kia nó nướng xong. Rồi. Bạn lợn. Ủa, ui, một chém chết luôn anh em ạ. Tôi thấy tôi khỏe không khác gì cái thanh kiếm của tôi luôn ấy. Đây là cái rìu đá nha anh em nhé. Thế mà nãy con kia một phát chết luôn rồi. Đều test thử lên anh này. Đùa thôi ha. Tôi không muốn bị anh Golem vả đâu anh ạ. Đi ngủ thôi anh em ạ, đi ngủ thôi. Không, từ từ đã. Bây giờ mình ngủ thì chuyển qua ban ngày luôn anh ạ. Thì thời gian ban ngày thì sẽ lại tính. Chúng ta sẽ đợi ở đây một lúc. Sau thì chúng ta ngủ sau. Để nó nhìn xem. Sao anh dân, sao anh không vào đi ngủ đi anh. Vào đi ngủ đi anh. Rồi. Chúc anh ngủ ngon nhá. Tí anh dậy. Hài. Tôi ngủ qua đêm rồi mà cái này nó vẫn chưa nướng xong. Thôi mình đợi nốt cái chỗ đấy xong mà tôi sẽ tranh thủ tôi đi farm tí. Đây đây cây, chặt cây tí. Đấy thì tôi khuyên anh em là nếu mà anh em mà chơi trong này mà anh em mà muốn đánh một con duy nhất thì anh em có thể dùng rìu bổ mà bổ vào một đứa duy nhất thì là khỏe kinh khủng. Còn kiếm thì anh em dùng kiểu là kiếm 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 thì tốc độ đánh của nó nhanh hơn này và nó đánh thằng Lan á. Còn lại thì rìu thì bổ khỏe hơn nhiều lắm, nhưng mà chỉ bổ được một đứa thôi chứ không có bổ được nhiều đứa cùng một lúc. Sao không có lợn đâu? À kia kìa, có lợn kìa. Có nhện. Để tôi thử một phát xem có nhện có chết không. Con nhện mới dậy. Ôi. Chung mà cũng trâu phết đây các bạn này. Để tôi thử một phát xem có chết không. Ôi chết luôn thì nghe mà. Đây rìu thần anh em ạ. Chốc tối đổi tên rìu thành rìu thần. Mình cầm trứng là mình ném ra em nhá. Thỉnh thoảng là tôi vẫn hay ném trứng cho anh em. Để tôi ném ném. Trốn trốn Ai ném anh đâu thì em biết đâu đúng không? Ok anh em ạ. Chúng ta ăn bám vậy đủ rồi. Chúng ta ăn bám đến độ mà chúng ta lên tận Tận level 4 rồi ấy kìa.
Đi rồi anh ạ. À, từ từ, quên quên. Giường của em xin cái giường anh nhá. Giường vàng luôn cho xịn. Ok anh em ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhớ hướng nhá. Đây là mặt trời đang mọc ở hướng đông này. Hay chúng ta sẽ đi qua hướng bắc. Chắc có gì mà chúng ta muốn về làng, chúng ta quay về bằng cái hướng ấy. Bằng hướng nam đúng không? Mình đang đi qua hướng bắc mà. Cột thì cao ấy kìa. Đi rồi anh em ạ, lên đường thôi. Các anh dân là các anh đã biếu mình quá nhiều đồ, đúng rồi, quá nhiều đồ. Một trưởng, ôi. Một one shot one kill. Có một vài con thì nó khỏe hơn hay sao anh em ạ? Thế nên là mình không có một phát thì mình giết được nó luôn. Ôi. Anh em trông cái ngọn núi đẹp không kìa? Lợn nhỉ? Lợn nhỉ? Đau à, hình như là cái lúc mà mình gần rơi xuống thì mình mới đập anh em ạ. À đó đó, thì kiểu thì mình phải đợi nó gần chạm đất đấy. Nói chung là đôi khi tôi vẫn bị lỗi. Đấy, tôi đang học tập để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp anh em ạ. Ui rồi, một phát bổ vào giữa mông mà vẫn chưa chết luôn, khỏe phết. Hay là mình xây nhà trên đỉnh núi anh em này. Em thấy cái ý tưởng như sao? Hợp lý không? Phạm đoán đấy anh em ạ. Mấy con cừu thì máu nó yếu rồi, một trưởng nó chết. Đấy, tôi chả hiểu là tôi làm cái kiếm này làm quái gì trong trong khi là tôi toàn dùng rìu. Đâu rồi, con lợn. Lác hả? À, lác. Phạm tí đồ ăn anh em ạ. Cho chắc ăn. Chứ mà sau này mình hết đồ ăn là mình lo lắm. Rồi. Ok các em ạ, chung mà cũng ổn ổn đó đấy nhở. Cũng nhiều nhiều ở đây mình đi thôi. Đấy, vừa nãy tôi cứ gọi là cứ ra vẻ nào thì hướng này hướng nọ ấy. Bây giờ tôi chả nhớ là cái làng mình nó hướng nào rồi này. Chúng ta cùng đi vào cái rừng ngày hôm sau anh ạ. Tôi thấy cái ngọn núi kia nó hơi cao, tôi hơi sợ độ cao, tôi không dám trèo đâu. Bò này, để thử một phát xem chết bò chết luôn anh em ạ. Theo tôi được biết là bò và lợn là máu nó bằng nhau và tất nhiên là cao hơn cừu rồi. Cái này là loại một loại trái cây anh em ạ, hình như là loại gì ý. Nhưng mà nếu mình đi vào nó là mình bị mất máu rồi này. Đó. Bởi vì là nó có gai, thế nhưng mà khi mà mình phá đi là mình có thể ăn được đấy anh em. Đó. Nói ra đồ ăn cho mình. Đó. Hay lắm. Đấy. Đi rồi anh em ạ. Ở trong cái khu rừng tuyết này, tôi cứ hay gọi cái khu rừng này là khu rừng tuyết. Bởi vì là trông nó khá ấm cúng mà. Là nó trong trong khu rừng này là nó có chó nha anh em. Có chó sói nhá. Là mình thuần phục được chó sói đấy, hay lắm. Nhưng mà mình phải có xương. Nếu mình mà muốn có xương thì mình cần phải có ví giết được con skeleton, lợn nhỉ? Lợn có thang skeleton nào không? Đó. Nào nào, bảo lợn này. Một phát chết. Ôi rồi. Ô đây con chó này, chó này. Đó, thế nhưng mà tôi không có xương anh em ạ. Thôi, tha nó đi. Mình đánh nó là nó cắn mình chết đấy, nó khỏe lắm. Đồ ăn mình nhiều, chả hiểu sao mà mới đi có mốt một tí mà đã sắp full đồ rồi. Sắp full đồ rồi, cừu nhờ. Có con à? Ôi thương. Tôi làm một chuyện không thể tha thứ anh em ạ. Chúng ta cùng đi tìm vùng nào đẹp đẹp để xây nhà đúng không nhỉ? Yeah. Ai chả ai lu. Bình tĩnh nào. Để thể hiện skill cho anh em xem. Mà thôi anh em ạ, sợ lắm. Hình như là nó hơi xa. Nó hơi xa chứ mà nó gần thì tôi đã thể hiện skill cho anh em rồi đấy. Cứ bình tĩnh đó. Thỏ kìa. Nói chung là chơi hardcore thì vẫn cứ phải tìm chỗ đẹp rồi mới xây nhà anh em nhỉ. Mà tôi thật chứ mà
Anh em toàn chê tôi xây nhà xấu. Tôi buồn. Tôi đang suy nghĩ cái mẫu nhà mà chốc nữa tôi tìm một chỗ thì tôi sẽ xây anh em ạ. Ui ôi, đây là một đồng, đây là một thảo nguyên anh em ạ. Đẹp quá bò nhỉ. Đẹp quá bò nhỉ. Sao bạn không trả lời tôi? À, bạn này, bạn có trả lời tôi không? Đây là khu rừng mà có cái tòa mansion đấy anh em. Mà không biết là mình có may mắn gặp không, nhưng mà tôi cũng nghĩ mình gặp đâu. Đồng cỏ đẹp quá anh em ạ. Hay mình xây ở đây nhỉ? Vùng gì kia? Vùng này là vùng gì anh em biết không? Đầm lầy anh em ạ. Đầm lầy anh em ạ. Chúng ta cùng đi vào thử xem đầm lầy có cái gì thú vị không. Trông nó u ám nhở. Đen như mực. Theo tôi biết là trong đầm lầy này nó có một cái chòi anh em ạ. Chòi phù thủy anh em ạ. Chung là mình phải khá cẩn thận khi mình vào cái chòi đấy. Bởi vì nó cũng khá là nguy hiểm. Trong đấy nó được đồn rằng là nó cư trú một vị phù thủy gọi là khỏe nhất hành tinh anh em ạ. Khỏe lắm. Cừu nhở. Hết bà ấy rồi. Kiếm thì một chém là không chết cừu luôn anh em ạ. Kiếm khá là yếu. Kiếm cho tôi thấy là yếu hơn rìu đấy. Thế nhưng mà mình dùng tạm đi. Chẳng lẽ giờ. Ủa. What. Ui đẹp vô này. Đây là vùng rừng xanh luôn này anh em ơi. Mình gặp vùng rừng xanh luôn này. Quá đẹp. Quá đẹp anh em ạ. Quá đẹp để mà farm một vài bạn cừu. Chào bạn. Chào bạn. Đau không? Đau. 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 Đau không? Nó có con anh ạ. Thôi chúng ta tha cho con của nó chứ đúng không? Chắc là anh em thấy nó hơi bị giật một tí đúng không? Sorry anh em nhé. Máy tôi nó hơi yếu tí. Anh em đợi tí. Tôi đứng yên một tí này là anh em thấy nó bớt giật đấy mà. Hả? Nó bớt chưa? Tôi cảm giác nó vẫn hơi giật nhỉ. Vẫn hơi giật nhỉ. Mà không sao đâu. Chắc còn một chút nữa là bớt thôi anh ạ. Rồi. Anh em thấy chỗ này xây nhà đẹp không? Tôi thì cũng đang phân vân. Hay là mình xây nhà trên cây không anh em? Con vẹt. Chào em. Sao em xinh thế? Trời sắp tối rồi anh em ạ. Phải tìm chỗ ngủ anh em ạ. Nó có dưa hấu này. Tôi nghĩ là mình ở rong chơi hơi nhiều anh em ạ. Mình gọi là hơi lêu lỏng rồi đấy. Mình cần phải xây một căn nhà để mình cư trú anh em ạ. Chúng ta dù có chơi bài mấy chúng ta cũng phải quan tâm đến sự nghiệp đúng không? Vì chúng ta còn có gia đình anh em ạ. Có tương lai phía trước. Chứ không thể cứ lêu lỏng mãi được. Ngủ cái xong sáng mai dậy xây nhà anh em ạ. Mình từ từ trước khi ngủ phải đi chặt dưa hấu đó anh ạ. Trộm dưa hấu. Rồi. Cho em xin vài miếng em đói lắm anh ạ. Ok. Rồi. Nhanh nhanh tôi ngủ nhanh chứ không chốc nó quái ra nó xử tôi anh em ạ. Ấm cúng. Ok. Sáng rồi. Đẹp như ban mai. Dù là mặt trời cũng lên được khá khá rồi đấy. Đây, may quá nó có cái loại cây đẹp ở đây để chặt tôi làm ấy luôn này. Đây là một cái địa hình rất là đẹp anh em ạ. Bởi vì là nó kết hợp giữa hai khu rừng lại với nhau. À, nó kết hợp giữa ba khu lại với nhau ấy. Một là khu đầm lầy này, hai là khu rừng xanh này này, và ba là khu rừng bình thường này. Đây này. Cái này là khu rừng bình thường mà mình gặp hàng ngày này đúng không anh em? Đó. Chúng ta cùng chặt vài cây bình thường anh em ạ.
Tôi sẽ thử xây một căn nhà thật đẹp xem sao. Mà tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình đã xây nhà nào anh em ạ. Chưa nghĩ ra mình đã xây nhà nào. Ý tưởng nào ta? Tôi là tôi rất là thích xây nhà có cái mái nó chóp chóp vào ấy. Kiểu là cái mái ngói ấy. Đó, tôi rất là thích xây kiểu như thế. Nhưng mà chả lẽ cứ xây đi xây lại kiểu vậy thì ấy quá, cây bay luôn đi các bạn. Đây anh em nhá, đây là những đặc điểm của hardcore anh em nhá. Đó là đôi khi cây là anh cũng có thể nhìn thấy là nó bay luôn. Cực kỳ là đáng sợ anh em ạ. Tôi không biết là cái hardcore thì nó có khác cái normal nó cái nào không nhỉ? Thì kiểu là nó có, thì ngoài cái chuyện là mình chỉ có một mạng ấy thì nó có như kiểu là phép thuật mới chứ hay là quái mới đây là cái gì không nhỉ? Không biết anh ạ, từ từ để không cần đâu anh ạ, chúng ta chả cần phải lên mạng tìm hiểu trước quái đâu, đúng không? Chơi trải nghiệm nó vui hơn đúng không? Rồi, chặt cái cây. Chăm chỉ mà làm việc thôi. Rồi. Phun đồ quá nhỉ. Từ từ tôi ra tôi đặt hộp quà ấy các bạn. Tôi đặt hộp quà sao còn tặng cho các cháu thiếu nhi. Giường tôi đâu rồi? Rồi. Anh có giường tôi đẹp không? Vàng chóe cả lên, thích nhỉ? Đẹp. Hộp quà trên đầu anh em ạ. Ê. Đó, thì nếu mà anh em mà có điều ước muốn gửi tặng ông già Noel thì anh em cứ để vào dưới gối đúng không? Đấy, tôi cũng để vào đây này đó, ở ngay trên đầu. Ôi, 42 thịt. Đại gia bán thịt anh ạ. Cất rồi vài cái mà không cần thiết này nào. Lông lủng cái thứ chả cần nữa này. Đấy. Furnace. Cái này không cần này, da không cần này. Lông cũng cần này, sao mà nhiều lông thế nhỉ? Mình có đầy đủ các loại lông luôn anh ạ. Lông nào cũng có. Trừ một vài cái loại lông trên người thì không có thôi. Đồ ăn này. Nhìn nhìn con creeper anh ạ, từ từ á, tôi không biết sao tôi có linh cảm không ổn. Đang ấy đồ mà con creeper nó vào phát là đi bụi đi các bạn ạ. Rồi. Tạm tạm rồi. 5 năm gỗ rồi à? Tôi làm thử nhà nhá. Anh em đừng có chê tôi làm xấu nhá. Anh không chê tôi đau lắm ấy. Tôi làm thử nhà làm sao? Tôi đặt cái này xuống làm thử không nào? Mình làm nhà kiểu gì nhá? Hay là mình làm nhà dưới hầm đi anh em, cho nó an toàn. Làm nhà lộ liễu trên mặt đất nó nguy hiểm quá. Anh em thấy vậy không? Anh em. Làm nhà dưới hầm anh em ạ. Cho an toàn đấy. Có lối vào bí mật đúng không? Cho mới mẻ đúng không? Sợ lắm. Hát có hát cục. Chốc nữa nó nhớ đâu con quái mới đấy. Để xem chỗ này xem sao. Thế là ui sắt thì ngon quá, sắt đi. Để tôi xuống đây tôi làm nhà dưới này đi anh em ạ. Thì ở đây nó an toàn. Để tôi mang đồ xuống tôi làm nhà bên dưới các bạn. Đấy, đây sẽ là cái đại bản doanh của mình anh em nhá. Nó sẽ được giấu kín ở trong chỗ này đó. Đào thì sắt anh ạ. Từ từ nào, rồi. Thì nếu mà anh em mà đang gọi là đang lơ lửng ở trên mặt nước hay là đang bơi trong nước ấy thì anh em đào hay là anh em chặt cây ấy thì nó sẽ đều bị chậm đi cả. Thế nên là nếu mà anh em muốn làm nhanh cái gì đó ở dưới nước ấy thì anh em nên đứng ở trên bờ rồi anh em đào. Đây là, đấy thì anh em nhìn thấy tôi đứng ở dưới nước có đào không? Thấy lâu không? Khá là lâu. Đó. Chúng ta cũng có khá khá được cục sắt rồi đấy. Bao nhiêu rồi? 10 cục ở đây, chúng ta sẽ làm nhà đây anh em nhá. Đã làm nhà đây nhá. Hardcore là phải chơi dị anh em ạ. Phải dị. Than đâu rồi? Từ 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 từ. À, làm gậy gậy gậy. Cho xin phái gậy anh ơi. Ok. Chúng ta mình làm cái lantern mình treo ở đây cho đẹp. Đúng không? Có 10 cục à? Để tôi cái lò nung của tôi đâu? Cái lò nung của tôi ở trên à?
Từ từ tôi lên, tôi lấy cái lò nung anh em ạ. Đợi tí. Lò nung. Còn gì cần nữa không nhỉ? Hết rồi đây anh ạ. Đấy, hiện tại là mình cần mỗi lò nung thôi. Chốc có gì mà thiếu thì lên tôi lấy tiếp. Đặt tạm vào đây tôi nung tí đồ. Rồi. Đào xuống coi. Đặt cái crab table vào đây đi, vào đây đi. Chết sao rồi, bị cắt rồi. Đây đi. Kẹt thì đặt vào đấy đi. Chúng ta sẽ làm cái thang anh các bạn, cái thang. Có được không nhỉ? Có nên làm cái thang không? Có nên làm thang không? Thôi anh em ạ. Chơi dị thì không nên làm như thế đâu. Nhưng mà đã chơi dị là phải dị anh em ạ. Đây. Hardcore là không chơi như bình thường được anh em ạ. Không có thang thủng gì hết. Đây sẽ là cái thang của tôi anh em ạ. Bucket. Bucket đầu. À, anh em hiểu ý tôi đấy. Tôi đoán là anh em hiểu ý tôi đấy. Rồi, xuống đào tiếp thôi anh em ạ. Tôi chỉ mong là tôi đừng có đào vào lava. Thật sự là tôi chỉ mong tôi đừng có đào vào lava. Thế nhưng mà nói chung là cái phần trăm mình đào vào lava thì khá là thấp. Rồi, không có gì rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đào thêm. Không cần đào thêm đâu, cái này chuẩn rồi đấy. Đấy, đào rộng thôi anh em ạ. Thì nếu mà anh em mà đào hang ấy, hoặc là anh em mà xây nhà ấy, anh em nhớ là đừng có để nó bị tối quá nhá. Nhớ là cho nó một tí ánh sáng. Bởi vì nếu mà anh em mà để nó ở tối quá ở một cái mức nào đó ấy, thì tôi không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà trên wiki nó viết khá là rõ ấy. Đó là ở một cái mức nào đó thì quái nó sẽ spawn anh em ạ. Mà nhất là anh em nhớ cẩn thận creeper nhá. Nó spawn ra trong nhà của anh em, là lúc mà anh em vừa xuống cái là nó cho anh em một phát là anh em bay bầu ấy. Đây, thang của chúng ta đây anh em ạ. Đấy. Chuẩn không? Tôi đặt chuẩn ô luôn rồi anh em ạ, quá đẹp. Rồi. Bây giờ mình có bạc rồi mình làm gì ấy nhỉ? Vừa nãy tôi nung bạc làm quái gì ấy nhỉ? Sao vừa à, tôi nhớ rồi. Đây. Nói chung là dù có là hát con nhưng mà nhà vẫn phải đẹp anh em ạ. Đẹp. Làm tơn. Đặt đâu nhỉ? Đặt ở đâu cho nó sáng tung cái chỗ này lên nhỉ? Đây à? Đặt đây thì hiện rõ cái nhà của mình quá nhỉ? Nhưng mà không sao. Rồi, đào đi anh ạ. Đấy, chúng ta xuống và chúng ta xây nhà thôi anh ạ. Ta xuống chúng ta xây thử cái nhà làm sao nào. Đấy. Đố yêu quái nó tìm đường nó vào anh em ạ. Đấy, ôi, an toàn. Anh em tôi tính toán không? Tôi pro mà, pro gamer. Đấy, để đào thôi anh em ạ, đào rộng làm nhà. Chúng ta sẽ làm một cái base. Sao tôi nghe có tiếng zombie xung quanh đây anh em ạ? Đào rộng lên một chút cho thoải mái anh em ạ, mình có ngứa chân thì mình có nhảy được. Ai. Khá thoải mái ở đây anh em ạ, nhà quá đẹp rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là tạm cái này đi. Tạm. Cái giường tôi đâu? Tôi băng giường xuống á. Tối đã. Chưa tối anh ạ, mày quá. Quên mất cái giường. Ở tạm này xong chúng ta sẽ đi hang động đây các bạn. Nhảy lên nào. Bị kẹt gì đấy? Bị kẹt cái cục này anh em ạ. Đá cục cái đi. Ok. Sắp tối rồi, từ từ chắc là tôi ngủ phát. Bây giờ vấn này mình phải dọn đồ rồi xuống dưới kia anh em ạ. Mà chưa ngủ được à? Thôi mang cái giường xuống dưới kia đi ngủ luôn. Đấy. Căn nhà bí mật của tôi.
Rồi 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 rồi. Đi ngủ đi ngủ. Âm cúng. Quá là âm cúng anh em ạ. Rồi. Rồi. Tôi làm cái rương. Tôi làm cái rương. Tôi làm cái rương để tôi đựng đồ. Đặt ở đây đi, đặt cái craft table ở đó đi. À, chúng ta phải ấn vào cái giường để chúng mình set cái điểm spawn đấy anh em ạ. Ok rồi. Xong tôi sẽ làm cái rương. Một cái rồi. Bởi vì trên kia là mình có một cái rồi, đúng không? À, em một cái, xinh không? Ô, xinh không? Quá xinh. Rồi. Ok, chúng ta sẽ cất đồ tí để tôi dọn đồ bên trên kia xuống nữa mà đúng không? Tạm thời là cất một chút đồ vào đây. Thịt thủng các thứ nhiều quá. Xuống nước này cứ cầm lên đi rồi, ok rồi. Tôi lên tôi dọn hết cái đống kia xuống. Rồi, chung là mình rồi. Theo thấy là trên mặt đất này mình lên level khá là nhanh, chưa gì mình đã lên level 9 rồi này. Nhưng mà anh em thấy ở dưới địa ngục mình lên khá là lâu đúng không? Có vẻ là dưới địa ngục có vẻ là nó lên khó, trừ khi là mình đào mấy cái cục trắng trắng ấy. Này, hai cái rương màu đỏ kết hợp với nhau thì ra cái rương màu xanh, nghe bạn hài lắm này. Đấy. Thật là khó hiểu mà. Để tôi làm cái campfire anh em ạ. Campfire làm nào nhỉ? À, dễ làm thôi. Log này, than này, gậy, xong. Anh biết sao tôi làm cái campfire không? Campfire ấy. Làm campfire này. Đã để tôi nướng đồ anh các bạn. Tôi nung thịt các thứ này. Tôi xem thử xem có cái gì có thể nung được không nào. Tôi cầm đi luôn, sau đó mình cầm đi hang động luôn anh em ạ. Mình cầm đi hang động mình nung luôn. Bốn cái này là mình làm được cái giày này. Làm giày bạc anh em ạ. Rồi, suit up đấy, xong rồi đấy. Đồ ăn mình còn nữa, cái berry này không nướng được đúng không? Cái bánh mì thì mình có nướng được nó giống như ngoài đời không? Chắc không đâu nhỉ. Than này cần này anh em ạ. Cầm than đi, cầm đuốc đây này. Bởi vì giờ là mình sẽ đi hang động anh em ạ. Oak log cần không ta? À cần đấy, cần anh em ạ. Chung là mình cũng phải cầm đi chút để trông nó nhớ rồi mình hết gậy này đúng không? Cầm đi này. Furnace này cũng cần này, cầm đi luôn. Chỗ này hơi tối nhỉ, để tôi đặt cái đuốc vào cho nó an toàn. À, đẹp không? Rồi. Đi thôi anh em ơi, phá cái đuốc đi. À thôi. Đặt vào luôn đi anh em ạ, chứ không chốc quái nó ra toạc lắm. Rồi anh em ạ, chúng ta đi tìm cái hang động thôi. Có ngay một cái đây à? Ôi ngon quá nhở. Đi vào xem có gì không anh em ạ. Cẩn thận đi anh em ạ, chứ giờ là mình không có nhờn, mình chết một phát là mình toang cái gua luôn ấy. Bởi vì mình chết xong là mình đâu có đồ hồi sinh. Gì đây? Từ từ nào, cẩn thận nào. Đào tí anh em ạ. Rồi. Ok rồi. Ok anh em ơi. Rồi. Ta sẽ tiếp tục với cái này. Cắm cái đuốc vào cho nó sáng. Không cái gì phá để thôi. Cao thế. Ngã này đau anh em. Từ từ tôi đi bên này đã. Sáng thế. Hốp đi anh em ạ. Đây chính là cái khung cảnh hốp này đó. Mình đang đi trong một khu đen tối, bắt đầu mình nhìn lên phía trước mà ánh sáng le lói. Tuyệt vời các bạn, tuyệt vời. Tuyệt vời. Cất cái cuốc gỗ này chung là cũng cứ tiết kiệm đây anh ạ. Chung là tôi có một cái tính đó là tôi rất là thích giữ đồ. Ôi còn... Ôi suy đến tôi chửi tục anh các bạn ha. Kiềm chế. Căng nhở. Làm sao mà xuống là giết nó nhở. Ô. Tôi biết rồi.
Than đâu rồi? Hết than rồi à? Thế vậy tôi phải làm tạm cái than này. Tạm một cái thôi. Cho một cái vào đây này. Cái than này là mình nung cái gỗ nên là mình được cái than đấy anh em ạ, khá là hài ha. Rồi, cái than này là mình đã dùng để mình nung cái bạc này. Đó. Anh biết tôi tính làm gì không? Tôi tính làm là mình khiên anh em ạ. Khiên đâu, khiên đâu. Chứ cha mình không cầm craft table đi à? Thôi làm luôn đi, cũng may là tôi có cầm theo gỗ ấy nhỉ. Rồi. Khiên là cái shield. Shield đâu? Cần gỗ à? Rồi. Ok anh em ạ. Chết cha có skeleton này. Mày đợi tao đấy. Ok. Mà tôi có cái campfire mà tôi cũng chưa đặt ra để tôi nướng đồ ấy nhỉ. Từ ấy các. Khoai, khoai của tôi đâu? Khiên đưa vào đã, khoai này. À, campfire chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ đặt tay chúng ta nướng đồ ấy. Tôi đi dưới này nó cũng nguy hiểm nên là tôi nghĩ chắc là tôi xuống đây tôi đặt ra tôi nướng đồ. Đuốc rồi. Chung là tôi chỉ sợ Reaper thôi. Thế quái nào mà vừa nãy tôi thấy bình thường nhưng bây giờ tôi thấy hơi sợ sợ anh em ạ. Từ từ á. Tôi mới rùng mình anh em ạ, từ từ á, từ từ á. Thì kiểu thì tôi không biết sao nhưng mà cái khung cảnh yên bình ấy nó cứ làm cho tôi sợ sợ nào ấy thật. Trong game này thì nó có dọa ma không anh em? Hỏi thật anh em ấy. Bây giờ mà con Skeleton nó bắn cho phát thì khác gì là dọa ma mình đúng không? Thế quái tôi đào nó ra một cái đường. Con gì đấy? Con rơi, con rơi, con rơi, con rơi, con rơi. Ôi, có skeleton kìa. Mày bắn tao đi. Mày, mày, mày. Tấu xương rồi anh em ạ. Cổ xương là mình có thể gì nhỉ? Là mình ấy được rồi đấy. Cổ xương là mình thu phục của chó rồi. Chứ mà cứ phải bình tĩnh em ạ. Chứ mà mình không có được sợ. Đây này, ở đây có than, tôi đào tí than. Than thì mình đào được bằng cái cuốc gỗ, tôi đào bằng cuốc gỗ cho đỡ phí. Đây. Thế là tôi vứt cái cuốc gỗ này nhỉ? Tôi vứt đi các bạn. Từ từ á, tôi nhặt thịt đã rồi. Đau thế. Thôi tôi đừng bắn tôi rồi. Reaper. Cút. Ui. Vì sao mà nó không lôi khiên nên nó đi ra ăn thịt anh em ơi. Thôi. Hình như là bọn skeleton ở trong hát con nó bắn nhanh hơn đi sao anh em ạ. Cái tốc độ đánh của nó bắn nhanh hơn ý. Đau quá. Có vài con skeleton mà tôi sắp chết rồi này, what the hell. Chỉ là vài con skeleton thôi mà. Con nhện tránh ra. Tránh xa tao ra. Sao chơi gì mà tôi thấy có vẻ là khó khăn rồi này anh em. Này mà tôi đi giết rồng thì làm sao mà tôi chơi được. Căng nhỉ. Trốn trốn anh ạ. Tôi không hiểu sao nhưng mà tôi vừa sợ. Tôi vừa sợ những chỗ tối nhưng tôi lại rất là cũng rất là thích những chỗ tối anh em ạ. Kiểu trốn trốn thì thấy vui lắm. Ăn cái cục này đấy. Cái cục này cũng chả cần đâu. Chắc mà không cần thì vứt ra. Hơi tối anh em đúng không? Để tôi đặt đuốc cho anh em sáng này. Đấy. Sáng nhờ. Thắp sáng trái tim anh em chưa? Đừng có con creeper nào đến thăm tao nhá.
Rồi. Ok các bạn. Thêm tí. Tôi nghe tiếng của bọn Sương anh em ạ, tôi nghe tiếng của bọn Skeleton. Hỏng hỏng ấy rồi à? Thế dùng cái này download tí vậy, nó có một tí rồi anh ạ. Trên này còn không hết rồi. À, chung là giờ mình được khá than đấy anh em ạ. Rồi. Đau nhở? Thì nó cứ đi qua vậy nó đau. Ôi, thôi. Đừng bảo là tôi chết vì một con nhện nhá. Rồi anh em ơi. Không sao. Ổn. Vẫn ổn. Đợi tí thì tôi xong rồi thì tôi cho thịt mới vào anh ạ. Được cái đồ ăn mình dồi dào anh ạ. Thêm một cái nữa đâu. À thì mình thì tôi ăn mất một cái. Rồi. Than kìa. Đào 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 tí anh em ạ. Không có Reaper. Có nhẹ nào. Mày đừng có nhìn tao. Mày yên đấy tao nhá. Ở yên đấy. Rồi. Không có ấy rồi. Tôi cái craft table của tôi vứt đâu rồi. Cái craft table của tôi sao tôi vứt đâu rồi. Tôi ngáo ghê các bạn. Từ tôi xây đường tôi đi lên ta. Rồi. Đây thế quái nào mà tôi để craft table trên này. Tôi để cả cái lò nung ở trên này luôn ghê chứ. Đào lò nung đi các bạn. Rồi. Đấy, bậc thang rất rất đẹp. Đau quá nhỉ, thỉnh thoảng mình đi qua đây rồi mình gãy mất máu nó đau quá nhỉ. Để tôi làm cái gì nhỉ? Tôi tính làm gì nhỉ? À, cuốc cuốc. Cuốc cuốc đá rồi các bạn. Làm cuốc đá rồi. Cuốc đá rồi. Chứ giờ mà làm cuốc bạc luôn đào phí lắm. Để bạc làm giáp. Các bạn. Làm giáp. Ừ. Anh em tin tôi. Đấy. Đá mình kiếm dễ mà đúng không? Bạc con kiếm khó. Rồi. Ôi rồi. Tôi lại đào lên trên cái chỗ nào này vì sao các cái động này to thế? Khá là ghê các bạn, các cái động này có vẻ là nó thông các cái đường với nhau. Đây. Ok. Được khá bạc anh em ạ. Tôi mong là mình được được một bộ giáp bạc. Ít ra là mình được một bộ giáp bạc thì cũng khỏe đấy. Bởi vì giáp bạc là giáp mà khỏe chỉ sau giáp kim cương ấy anh em. Chung cũng khá khỏe. Tôi nói thật là đồ vàng ở trong này khá là yếu. Thật. Tôi không biết tại sao ấy, thế nhưng mà anh em nhớ mấy cái tập mà tôi sinh tồn trong địa ngục không? Tôi mặc đồ vàng mà giáp tôi vẫn yếu đúng không? Tôi bị chết ngay bởi mấy con skeleton đen đấy. Rồi các bạn. Ok rồi. Khá là nguy hiểm, chỉ sợ những khách mời màu xanh dương thôi anh ạ. Những khách mời màu xanh lá cây. Chào bạn nhện nhá. Tôi có nhện này cũng khá ngoan anh ạ, khá ngoan. Mình bảo được đấy đứng luôn. Và nhặt thịt cái chứ không thì nó ấy mất thịt này. Đấy. Tiện đúng không anh em? Anh sẽ đỡ phải mất ấy. Tôi có 13, tôi có 13 để tôi nung ấy nào. Khá nhiều than anh ạ, khá nhiều than. Để tôi nung 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 nung. À.
Chúng ta làm cái giáp chúng ta mặc vào đây anh em ạ. Đây nó với 7 cái này là tôi có thể làm được 3 bao rồi ạ. À? Thiếu mất một cái đây rồi, đủ rồi. Tiếp nào, có 6 cái. Đấy. Này là mình có thể đủ để mình làm được cái áo đấy anh em ạ. À. Cái áo để mình còn che vú chứ đúng không? Armor. Đâu rồi? Quái nào. À, tôi ấn vào cái craft table chứ. Armor ấy, armor. Ê, thôi. Đấy. Được được thêm 5 được được 5 cái là mình làm được cái nón này. 5 cái là mình sẽ làm được cái nón. 3 cái rồi. Đứng mình đứng thịt xong mình làm thêm tí. Đấy anh em ạ. Tôi đứng thì tôi làm một tí, sau đó thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Ít ra là chúng ta cũng có xương rồi này, xong buổi sau chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tìm vài con chó để chúng ta thuần phục. Ê. Đấy. Có xương rồi. Sau đó thì cũng có khá khá đồ ăn rồi anh em nhìn này, ôi dồi 18 và 38. Và chúng ta cũng đã có một ngôi nhà cực kỳ xịn sò rồi đấy. Một ngôi nhà sinh tồn, gọi là đúng chất sinh tồn luôn anh em nhá. Sinh tồn là phải như thế chứ mà nó không phải là nhà to đấy. Sinh tồn là phải nhà nhỏ nhỏ như vậy mới gọi là sinh tồn. Tôi làm cái quần đấy anh em ạ. Tôi làm cái quần trước vì là cái nón sau. Đấy. Bây giờ còn thiếu mỗi cái nón thôi anh em ạ. Cái nón là cần 5 thì còn thì có đủ đúng không? Trong đó có đủ đúng không? Có 3 cái nữa là đủ rồi này. Có vẻ đủ ấy các bạn, có vẻ đủ ấy. Tiện chốc nó mình để tạm một vài cái miếng thịt vào đây để mình nướng luôn nhở. Mình để tạm một vài cái miếng thịt vào đây bởi vì là nó còn đang thừa cái than mà. Đấy, nó còn thừa cái than này để có thể chốc cho thịt vào. Đấy, mình mà nhanh tay thì mình cho được vào. Đấy. Ơ. Ra đi. Rồi. Lác anh em ạ. Khá lác. Đấy. Bao nhiêu mình được đúng 5 cái luôn anh em ạ. Thì là mình đủ để làm cái nón luôn rồi này. Ngon quá. Đấy. Vậy trong tập hardcore đầu tiên là tôi đã có gọi là full giáp bạc luôn rồi. Quá ngon, quá ngon. À, đâu nhỉ, để chụp cảnh cái nào. Đấy. Đấy. Chụp cảnh làm ảnh nền cho anh em xem. À, ok. Xong chuyển qua lại này. Nhập này. Ok anh em nhá. Tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Sau tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng bây giờ tôi sẽ đứng và tôi sẽ nướng hết cái đống thịt này. Chung là tôi hơi lười, tôi nghĩ chắc là sang tập sau thì chúng ta sẽ cùng nướng tiếp. Chiều bây giờ nó thật với anh em giờ đêm rồi. Giờ đêm và chắc là tôi cũng đi ngủ, thật là tôi cũng mệt đấy. Thế nhưng mà tôi làm video tôi cố gắng tôi vui thì cho anh em vui. Thực ra là tôi làm video thì chơi với anh em cũng vui mà đúng không? Làm video phục vụ anh em đúng không? Phò tôi thì cái thân phận tôi cũng phò mà. Tôi phải làm video để tôi phục vụ anh em chứ biết sao. Phò thì chấp nhận là phải phục vụ người khác thôi. Đấy. Thì chắc là giờ tôi sẽ đi ngủ. Và để sang buổi sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nướng cái số thịt này anh em ạ. Chắc là giờ tôi cũng hơi lười. Mà thực ra cũng còn có mỗi tí. Chắc là tôi nướng nốt rồi tôi đi ngủ. Ok anh em nhá. Thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở buổi sau anh em nhá. Buổi sau chúng ta sẽ cùng tiếp tục series Hardcore Minecraft. Đấy, một series mà không thể hack được anh em ạ. Và cũng là chế độ cực kỳ hát luôn đó, cực kỳ khó. Ok. Chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em.